Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 7 tháng Giêng 2019 âm lịch. Chúng ta tiếp tục học tập những câu chuyện nhân quả, tập 152. Những cái thời khóa công phu trong ngôi tam bảo chúng ta ở đây, khi mà quý Phật tử khắp nơi chúng ta về đây cùng tu, quý vị cũng có thể áp dụng trong gia đình của mình, trong những lúc mà mình chưa đi đến đây được. Những đứa thấy cái phương pháp lễ Phật này, chúng ta càng lễ thì càng thấy khỏe. Chỉ có 45 phút mình ở nhà, buổi chiều mình tụng hồi kinh, xong rồi mình lễ Phật đường thờ. Buổi sáng chúng ta tụng hồi kinh, chúng ta lễ Phật đường một thờ. Những cái thời khóa công phu buổi sáng và buổi chiều những đức có thu âm sẵn hết. Hình như buổi sáng thì tụng chương thứ 6, 48 lời nguyện, khoảng thời gian 20 phút đổ lại. Lễ Phật thêm 45 phút nữa. Khi lễ Phật xong niệm Quan Âm 3 tiếng, niệm Đại Thế Chí 3 tiếng, niệm Địa Tạng 3 tiếng và niệm Thanh Tịnh Đại Hải Bồ Tát 3 tiếng. Xong rồi thì tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng. Kết cục là nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả Phật tử và chúng sanh đồng trở thành Phật Đạo. Là xong. Cái thời khóa gọn lắm, mà nó có sẵn trong chiếc máy. Chúng ta áp dụng ở nhà để tu. Khi trong gia đình mình mà có thể giữ thời khóa công phu sáng tối tu được nha, gia đình mình ấm cúng lắm, rất là ấm cúng. Vì mỗi một gia đình đều có những người mắc mà chưa được siêu thoát ở đó đó. Từ nơi đó mà nghe lời kinh tiếng kệ, người ta mát mẻ cái tinh thức người ta dữ lắm. Nên chỗ này rất là cần. Khi mà những đức áp dụng cái phương pháp dùng chiếc máy này, lợi ích lớn mà phổ biến lại rộng, rất rộng. Hôm qua những đức gặp một vị thầy này, ông vừa gặp những đức một cái thì ông hỏi: "Ủa, thầy ở đây còn cái tiếng niệm Phật ở trên chánh điện là ai, sao giống thầy quá à?" Những đức nói nó đó. "Thu âm sẵn thầy ơi, mình sống trong cái thời đại phát triển về vật chất và hiện đại hóa mà. Mình phải dựa vào chỗ đó để phát triển Phật Pháp rộng hơn. Chứ bây giờ mà mình làm sao mà phân thân được như Phật A Di Đà, thì mình phải nương vào cái công cụ khoa học để phân thân chứ. Khi tụng kinh Vô Lượng Thọ thì chúng ta nghe được Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ngày giới thiệu thế giới cực lạc đặc sắc quá. Và cái việc làm của Phật A Di Đà, ngài đại trí tuệ, ngài dùng gió thổi cũng thuyết pháp, cây động cũng thuyết pháp, nước chảy cũng thuyết pháp. Khi mình tụng kinh Vô Lượng Thọ là mình áp dụng được đó. Quý vị coi chùa mình á, theo những cái cây á, đặt máy nghe pháp sùm thấy không, những cái cây, rồi trước cổng chùa đặt máy niệm Phật, rồi vườn rau đặt máy niệm Phật,
Theo những cái cây thì mình chọn những bài pháp nào đặc sắc nhất, gọn nhất, người có thể ngồi nghe một chút là có lợi ích liền. Khi người đi đến chùa mình để ý chỗ này một chút xíu, mình về để mình áp dụng. Thí dụ như nhà mình có một cái giường, mình đặt cái máy niệm Phật hay gì ngay cái giường sát nhà mình, niệm nhẹ 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 nhẹ. Rồi ở trong nhà mình để cái máy niệm Phật hay máy nghe pháp gì đó, để như vậy đó. Nhưng mà mỗi lần mà chúng ta đi làm về, chúng ta bước vào nhà mình cái là thấy tâm tư mình nó nhẹ nhàng và thoải mái lắm, rất là thoải mái. Vì ngoài con người chúng ta vẫn còn hương linh rồi người ta nghe chứ. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không á, ngài đi qua bên Úc Châu, ngài sống ở nơi đó mở đầu tràng 10 năm. Khi những cái vườn rau của ngài đều để máy niệm Phật hết, thì mớp trái nhiều lắm. Những vị xuất gia trồng những cái loại cây ăn trái đó đó, khi bẻ thì bẻ xót, có trái mớp nó to lắm mà chưa bẻ. Vậy đó mà tối nó báo mộng cho người xuất gia đó. Trái mớp nó báo mộng, nói tôi bự lắm rồi, tôi lớn lắm rồi, sao bẻ tôi ăn đi, tôi già rồi. Thì sáng cái vị pháp sư đó đi đến ngay cái chỗ vị trí đó thì thấy trái mớp nó to, thiệt to. Thì vị nó nói thôi, mi già rồi, cứ để luôn đi, để mai mốt ta làm giống. Đây là lời giảng Hòa Thượng Tịnh Không nha. Mình nhắc lại nguyên văn luôn đó. Rõ ràng trong kinh giáo Phật dạy, tình dữ vô tình đồng viên chủng trí. Chúng ta đừng bao giờ xem thường cái cây á. Bây giờ chúng trong chùa để ý một chút thôi, thấy chỗ này liền nè. Hãy để ý nha. Quý vị coi cái vườn hoa của mình, tại sao cái dịp Tết mà cái vườn hoa mình nó đặc biệt như vậy? Phải rõ ràng là những ngày thường, quý thầy quý chú trong chùa mình hết lòng chăm sóc cho nó. Tới ngày Tết hình như là nó muốn khoe sắc đó, nó muốn rạng rỡ để cho người đến chùa hoan hỷ đó. Quý vị coi cái vườn hoa đi, không có bình thường chút nào hết á. Có nghĩa là không ai mà đến đây mà không nói, cũng là hoa giấy, tại sao hoa giấy ở đây nó tốt mà nó đẹp như vậy, mà bông của nó thì nó mịn màng đặc biệt lắm. Quý thầy nói gió mấy ngày nay thổi rất mạnh nhưng đặc biệt là nó không rụng. Lúc trước là gió thổi mạnh như vậy là nó rụng lắm. Thì ra rõ ràng nó biết đây là dịp Tết, phải trả ơn đó, vì người ta chăm lo cho nó dữ quá và thương yêu nữa. Rồi xanh quanh thì bật máy niệm Phật niệm, nên nó biết cảm ơn đó. Quý vị coi dịp Tết, nó chỗ ngay dịp Tết mà nó đẹp vô cùng đẹp, ai đến cũng rất là hoan hỷ. Hôm qua Nhân Đức nói với quý thầy, Nhân Đức nói một câu gì nè: năm nay mấy ông đẹp luôn rồi đó. Nói sao vậy? Mấy ông chăm bông giấy quá đẹp, nên người vào chùa ai cũng hoan hỷ, thì tán thán cái vườn bông giấy, thì trả lại cho các ông chăm lo là các ông đẹp chứ làm sao. Nó nên á, mấy cái ông mà tưới và mấy ông chăm, những cái ông mà coi cái vườn bông giấy này mà hết lòng, mấy ông càng ngày càng đẹp. Có thấy ông Nhẫn Ăn với ông Đức Ngộ lúc này phát tướng lên đó, thấy không? Tại vì cái vườn hoa đẹp, người ta tán thán cái vườn hoa, tự nhiên nó trả cái phước đẹp để cho mấy ông này. Này là nhân quả rõ ràng á, mình nói không có nói mà đùa giỡn đâu, nó thật á. Từ nơi đó mà ở trong chùa mình phải làm ra cái mô hình. Cái vườn rau, quý vị coi cái vườn rau chùa mình, không có xịt thuốc gì hết mà không có sâu, chỉ có lá cây dải lên rồi trồng. Vậy mà cái vườn rau chăm lo cho chúng trong chùa hơn 300 người xuyên suốt quanh năm, thì thấy đặc sắc không? Cái chuyện rau là chùa mình khỏi cần lo rồi đó, rau sạch hoàn toàn quanh năm. Trồng mà đặt máy niệm Phật như vậy thôi mà rau tốt như vậy. Chỗ này chúng ta thấy rõ ràng là một ngôi chùa niệm Phật hưng thịnh. Kiểm nghiệm qua cái chỗ làm, thật chắc những đức làm, những đức chia sẻ hết lòng nè. Những người nghe nếu mà có cảm giác, nếu mà thật sự làm,
Một ngôi tam bảo nếu chuyên nhất một bộ kinh, một câu A Di Đà Phật, từ sơ khai cho đến khi 3-4 năm sau thôi là ngôi tam bảo này phát triển liền. Chừng 4 năm trở lại thôi, rõ ràng nè, ngay chỗ này những đức đến đây năm nay nữa là 4 năm 3 tháng, 4 năm 3 tháng đó, từ là một chú Sa Di, mà Sa Di Phương Trượng nữa đó nghe, chưa có họ giới chính thức lúc trước nữa đó, đi đến đây nương vào cái đức hòa thượng mình ở đây, nhưng mà phát triển đạo tràng là mình hướng dẫn 4 năm 3 tháng. Vậy mà bây giờ quý vị coi cái đạo tràng nó phát triển về cái chỗ tu hành và nhân sự, rồi con người mà ào ạt đến cái mức mà không tưởng tượng. Quý vị coi hôm qua quý vị thấy đó, cái chỗ phát triển này là từ đâu quý vị biết không? Niệm A Di Đà Phật, tụng kinh Vô Lượng Thọ đó. Cái đức của Phật A Di Đà và cái duyên Phật A Di Đà lớn vậy đó, người tin học vẫn là không chịu tin, vẫn là chịu cực để đi kiếm cuộc sống, không chịu niệm Phật. Nếu thật sự mà chịu niệm Phật thì thôi, quá thù thắng. Ngôi đạo tràng quanh năm những đức không đi đâu, không giao du với một Phật tử nào, không thân với một vị Phật tử nào. Như vậy mà ngôi đạo tràng hơn 300 người cuộc sống ổn định, tin học nhờ chỗ nào? Tụng kinh niệm Phật, hướng người niệm Phật. Vậy đúng vậy thôi, không phải cần giao du với ai cả. Nhưng nhớ cái hành vi này phải hiểu nè, không có giao du thân riêng biệt ai, nhưng tất cả ai về chúng ta cũng đủ duyên giúp là hết lòng, thương yêu bình đẳng là đúng. Chứ không thân riêng biệt một Phật tử nào, người này giàu, người này tỷ phú, tôi thân không có. Ở đây là không có cái chuyện này. Dù là tỷ phú đến cũng là một hộp cơm như Phật tử thường. Chỗ này rất rõ ràng. Nên quý thầy trong chùa mình rất khỏe, không có phải cần phục vụ bất cứ một người nào riêng lẻ cả. Phục vụ là phục vụ chung tất cả chúng sanh, nghèo giàu đẹp xấu, tật nguyền gì, đi đến đây cũng là giống nhau. Chỗ này rất rõ ràng. Từ nơi ngay chỗ này mà ngôi đạo tràng này phát triển, quý vị thấy rất rõ ràng đó, chỉ có niệm Phật thôi. Và cái phương pháp sử dụng này những đức thấy thành công. Nên các vị chủ trì ngôi chùa nên để ý một chút. Nếu các vị có thể chịu xuyên một chút, gần gũi với chúng và tu cùng với chúng, để mình điều tiết cái phương pháp công phu của chùa. Khi điều tiết cái phương pháp công phu của chùa nó hợp lý, lúc đó chúng ta ra một mô hình là chúng ta thu âm cái phương pháp tục. Dù là mình có đi đâu, nhưng mà cái tiếng của mình luôn luôn là ở trong chùa. Và chúng về chùa, người ta công phu thấy được, thì chúng ta phổ biến cái phương pháp tu đó cho người ta về nhà tu. Đây là một phương pháp đặc sắc vô cùng, rất đặc sắc, mà các vị chủ trì nên áp dụng và làm. Những đức thấy rất là hay. Vì mình là vị chủ trì ngôi chùa thì nhất định duyên của mình với chúng rất dày. Nên lúc nào cái tiếng của mình tu với người ta, người ta vẫn là thích tu với vị chủ trì. Từ nơi đó mà nếu vị chủ trì mà bỏ chúng, không có tu cùng với chúng, thì chắc chắn chúng này không bao giờ ổn định. Chắc chắn là như vậy. Nhưng nếu không chịu gần gũi tu chung để mà điều tiết ra cái phương pháp, thì chắc chắn rằng đưa ra phương pháp vẫn là không thành công. Những đức đã thấy một số vị cũng là thu âm và đưa ra phương pháp, nhưng khi những đức mà nghe để mà mình học tập, thì những đức thấy rằng vị này không tu với chúng, vị này không tu với chúng, nên cái phương pháp đưa ra nó không hợp lý chút nào. Vì không tu với chúng, chỉ có thu âm qua lo là xong. Quý vị biết rằng Phật pháp rất cần lấy cái khổ làm thầy. Khi mình khó khăn, mình nghèo, mình ít tiền, mình không có dựa dẫm vào ai, thì khi mình làm một cái việc gì đó quý vị,
thì mình rất là sâu sắc. Vì sao vậy biết không? Vì nếu mình không sâu sắc, lỡ thất bại là mình làm sao đứng lên nổi. Mình dựa vào chính mình thì mình phải hết sức là sâu sắc. Nên quý vị biết rằng khi Nhuận Đức làm một chiếc máy cho Phật tử nghe, Nhuận Đức ra một chiếc thẻ, rồi Nhuận Đức phải nghe tới nghe lui, nghe tới nghe lui, coi mình nghe thấy được không. Rồi xong á, bây giờ cái máy này chỉ có niệm Phật không à. Nếu người không hiểu niệm Phật làm sao người ta chịu nghe? Thì phải động não suy nghĩ làm sao nói một cái đoạn văn khoảng chừng 15-20 phút để đầu, để cho cái người mà nghe niệm Phật không, người ta nghe được cái đoạn văn này nói về cái chỗ niệm Phật lợi ích thù thắng như thế nào, người ta nghe qua đi, để người ta phát khởi cái tâm, người ta chịu nghe cái máy niệm Phật này. Quý vị biết rằng là do gì mình biết được cái đồng tiền người ta làm cực lắm, người ta đưa cho mình làm, thì mình phải làm ra một sản phẩm làm sao mà nó phải là đột phá được tâm chúng sanh. Chứ không phải nghĩ rằng tiền người ta đưa cho mình rồi mình tùy tiện mình làm, mình cứ giải đãi giải càng, nó không có lợi ích gì cả. Nên cái chỗ mình khổ, nên mình làm cái gì mình phải sâu sắc vô cùng. Một chiếc máy đặt cho Phật tử, quý vị biết rằng không có một cái thẻ nào mà những đứa không kiểm tra cả. Kiểm tra từ đầu cho đến cái tập 400, những đứa kiểm tra kỹ vô cùng, và thay đổi cái thẻ đó để cho nó phong phú. Những đức đều là thay đổi cho nó phong phú ấy. Nên quý vị coi, chiếc máy đưa ra quanh năm họ phát triển rộng như vậy. Những đức muốn nói lên cái chỗ này để cho anh em trong chùa, anh em phải nhớ mình làm sao mà mình, con người mình phải tập sâu sắc. Khi làm cái gì mình suy nghĩ nó phải là sâu sắc, đi sâu vào vị trí đó. Và mình phải hành trì sát nút để mình tìm hiểu ra một phương pháp, để mình điều tiết cái phương pháp này nó thiệt là hợp tình hợp lý cho chúng sanh được nhờ. Phải có cái tâm đó đó. Cái tâm đó đó nghe, ở trong chùa tu chừng 10 năm thôi, 10 năm sau thôi, người này trở thành một vị trí đặc sắc. 10 năm thôi. Rõ ràng câu người xưa nói, 10 năm đèn sách công thành danh tội. Người này chỉ cần cố gắng 10 năm là người này có chút thành tựu liền. Còn nếu không, 50 năm vẫn là ăn nhờ ở đậu, không có một chút tư tưởng gì cả. Cái câu ăn nhờ ở đậu này muốn nói rộng cho quý vị nghe, là 50 năm vẫn là nương dựa cửa Phật để sống cho qua ngày đoạn tháng, không có một chút gì cảm giác với Phật Pháp cả. Còn nếu sâu sắc thì chừng 10 năm thôi là có chút thành tựu và có tư tưởng. Từ tư tưởng này đi sâu vào cái tư tưởng sâu sắc nữa là làm việc được cho chúng sanh. Nên những anh em nhớ nè, ngày xưa thầy Giác Nhàn đã giúp cho Nhuận Đức có được cơ hội để mà học tập trong ngôi Tam Bảo và phát triển được chính mình. Thì Nhuận Đức muốn nói cho anh em nghe rằng hôm nay Nhuận Đức cũng lấy cái phương pháp Iran thầy Giác Nhàn đã giúp cho Nhuận Đức, giúp cho anh em đó, Iran luôn. Vì con đường đó Nhuận Đức đi có chỗ lợi ích, thì bây giờ Nhuận Đức lấy phương pháp này để chia sẻ cho anh em đây. Anh em phải nhớ, đứng trước công chúng, một là lợi ích rất lớn, hai là họa tai đến với mình rất lớn. Phải cẩn thận đó. Mình là người mới bước lên công chúng, không có dạy người khác. Phải nhớ, anh em không nghe lời thì gán chịu, anh em sẽ không có nhân duyên gì cả. Phải nhớ, đứng trước công chúng muốn có duyên về sau để thuyết pháp, dù là mình thọ tỳ kheo giới đi chăng, nhưng đứng trước công chúng vô cùng là nhã nhặn và phải luôn luôn rụt rè theo đúng cái hành vi của chính mình. Thở ban đầu, người này ban đầu vừa bước lên chúng mà không một chút gì run thì người này cũng không đúng tác phong. Có nghĩa là ban đầu bước lên chúng là phải dè dặt và run sợ, như vậy là đúng rồi đó. Rồi luôn luôn khép nép, nói chuyện thì nhã nhặn vô cùng, đừng có dạy người khác, vì người khác không chịu nghe mình đâu. Vì mình chỉ là người mới bước lên công chúng, người ta không có nghe mình, không có tiếp nhận mình. Mình luôn luôn rụt rè
Và khi nói chuyện thì xưng pháp danh, không được xưng thầy, hoặc là nhã nhặn nữa tập xưng con đối với người ta. Dù mình là tỳ kheo nhưng cũng xưng con đối với người khác. Vì sao? Vì người khác già đáng tuổi mẹ mình. Đây là cái đạo lý để kết duyên. Rồi sau này từ từ chúng ta xưng pháp danh, rồi tiến lên từ từ là nhân duyên mình dày, lúc đó người ta tiếp nhận mình. Thì chúng ta lấy những cái gì mà chúng ta tu và áp dụng được lợi ích, chỉ có ngay cái chỗ là mình làm được chỗ nào thì mình nói lên chỗ đó, mình làm được chỗ nào thì nói lên chỗ đó, mình làm được bao nhiêu mình nói bấy nhiêu. Cứ đúng như vậy thì nhân duyên sau này thuyết pháp vô cùng đặc sắc. Tùy anh em, những đức, những cái gì có thể học được với thầy Giác Nhàn và thấy trong 9 năm nay những đức đi tu có được chỗ lợi ích đem chia sẻ cho anh em đó. Anh em làm được hay không làm được tùy anh em, nhưng nhân duyên đã cho anh em cơ hội rồi đó. Mỗi lần đứng trên chúng thì hết sức cẩn thận, khiêm cung hạ mình. Đây là cái điểm đặc sắc để tạo phước duyên. Nếu người nào có thể làm được chỗ đó. Ngày xưa những đức bước trên công chúng đầu tiên, thầy chỉ những đức là cố gắng niệm A Di Đà Phật với chúng. Chỉ có đứng niệm Phật cho hội chúng thanh tịnh để thầy lên giảng thôi. Như vậy đó mà sau này thầy cho những đức cơ hội lên nói chuyện. Mà nhân duyên những đức cũng đặc sắc lắm. Vì thầy chủ trì cứ đi giảng suốt, giao nguyên cái chúng 1,000+ người cho những đức. Nên những đức nói chuyện là đúng rồi. Không nói chuyện thì ai sắp xếp chúng đây? Từ nơi đó mà nhân duyên những đức cũng rất là đặc sắc, đưa mình vào vị trí phải thuyết pháp. Nên từ từ bây giờ 9 năm trong đạo viết rồi nó thành quen. Còn anh em thì bây giờ những đức tạo cái cơ hội đó đó. Bây giờ mình cũng xuất gia rồi, cứ rèn luyện đi. 4-5 năm sau tự nhiên trước công chúng mình có nhiều phương tiện nói chuyện với người ta lắm. Thì mình nói được câu nào giúp người ta thì nó có lợi ích. Và hiện tướng xuất gia nó cũng cảm thấy đúng. Vì mình xuất gia cũng phải nói pháp vài câu, nhưng mà cứ kiên trì hạ mình, chịu thiệt, nhẫn nại, luôn luôn rụt rè và làm thiệt, làm thật, lấy từ ngay cái chỗ có làm đó, nói ra vài câu nhẹ nhẹ, đó là thù thắng lắm. Hôm nay chúng ta đọc mấy công đoạn của Ngài Chu An Sĩ dạy khuyên người bỏ sự tham dục. Công đoạn này rất là hay. Và quyển sách này chúng ta hậu sắp sửa học xong cái quyển đầu. Có một công đoạn mà Ngài Chu An Sĩ Ngài trích lục từ trong kinh này, nhắc nhở người tu chúng ta nè. Quả báo của tội sa di ôm nhau ngủ, tỳ kheo tăng hộ sau khi ra khỏi cung điện của Long Vương đi đến một chỗ kia, thấy đủ hết thảy mọi chuyện rất đáng kinh sợ. Như có những tòa nhà mà tường vách trụ cột đều do máu thịt chất thành, tội nhân trong đó bị lửa dữ thiêu đốt khổ sở. Cộng tất cả có 56 việc đáng sợ như vậy, trong đó nhìn thấy có 2 sa di ôm nhau nằm ngủ, lửa dữ thiêu đốt khổ sở, không một lúc nào được tạm dừng. Tỳ kheo tăng hộ ra khỏi nơi ấy, liền đến thưa hỏi Phật, được Phật ăn cần giải đáp nguyên nhân từng việc. Đức Phật lại dạy rằng, ông nhìn thấy 2 sa di đó chính là người đã đọa vào địa ngục. 2 người ấy vào thời Đức Phật Ca Diếp xuất gia tu hành, lại cùng nhau đắp chung một tấm chăn và ôm nhau ngủ. Vì tội ấy mà nay bị đọa vào địa ngục, nằm trong một tấm chăn bị lửa thiêu đốt không ngừng, cùng ôm nhau chịu khổ, đến nay vẫn chưa dứt tội. Là lâu lắm rồi đó. Sa di mà cùng đắp một cái tấm chăn, 2 người cùng ngủ mà quả báo nặng như vậy đó. Không chi là chúng ta là người tu mà phạm giới tà dâm,
phạm những giới luật Phật đưa ra thì cỡ nào? Cái nhân của hai người này chiêu cảm cái quả báo mà đọa địa ngục từ thờ Đức Phật Ca Diếp mà cho đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì thời gian dài dữ lắm. Thí dụ như giáo pháp của Đức Thích Ca Mâu Ni là 12.000 năm. Khi qua 12.000 năm là không còn Phật pháp nữa. Thì từ đó cho tới 57 ức, hơn 57 ức năm thì Đức Bồ Tát Di Lặc mới xuống thế và thành Phật mở hội Long Hoa ở thế gian. Lúc đó thì hoàn cảnh đều thay đổi lại hoàn toàn hết. Con người phần nhiều thuần thiện tới thời đó. Mà trải qua thời gian khi qua giáo pháp Đức Thích Ca Mâu Ni 12.000 năm thì trải dài thời gian là hơn 57 ức năm, quý vị tính đi, thì Bồ Tát Di Lặc mới xuống thế. Như vậy mà từ thời Đức Phật Ca Diếp mà qua giáo pháp của Đức Phật Ca Diếp là thời đó dài lắm. Và tiếp tới dài nữa không có Phật pháp, một vị Phật diệt độ rồi, giáo pháp có ngày qua rồi, một vị Phật khác xuất hiện. Như vậy mà các vị sa di này ôm nhau ngủ vẫn còn ở trong địa ngục chịu khổ như vậy, thời gian dài như vậy. Thì chúng ta mới nhận thức rằng là tội tà dâm là đại ác, vạn ác dâm đứng đầu. Từ nơi đó người trong chùa khi chúng ta nghe những chỗ này phải nhớ nè, chúng ta đã phát tâm đi tu phải hết sức cẩn thận chỗ này. Hai vị sa di này là do mang cái tâm này mà chiêu cảm đến cái quả báo là do gì? Cái tâm này kéo dài đến khi mệnh chung thì kết nghiệp quả. Còn phải chi hai vị sa di này tạo cái tội này, nhưng mà nhân duyên một ngày nào đó gặp một người đến giáo hóa nói ra cái tội quả báo mà ôm nhau ngủ hoặc là quả báo tà dâm phạm phải, khi nghe rồi run sợ vô cùng, quỳ trước Phật thành tâm sám hối, thành tâm sám hối và phát nguyện từ hôm nay con sẽ không bao giờ dám làm việc này nữa, và chí thành cung kính công phu tinh tấn tu hành, nếu gặp được tịnh độ chí thành niệm Phật cầu sanh cực lạc, thì họ gián đoạn cái tâm tạo nghiệp đó. Và bắt đầu từ khi nghe nhân quả đó họ sợ vô cùng và phát lồ sám hối, từ hôm nay phát tâm tu hành cầu giải thoát. Thì khi họ cặn tự nghiệp của họ thì theo cái nhân duyên tu hành của họ nó sẽ ra cái quả báo khác lại. Còn hai vị sa di này là từ cái tâm đó mà kéo dài cho đến khi họ chết đi thì họ phải chịu quả báo ở trong địa ngục mà dài như vậy. Chúng ta phải giảng rộng chỗ này nhớ. Nên chúng ta nghe Phật pháp phải hiểu rằng là dù là tạo tội nghiệp nặng gì đi chăng nữa, chỉ cần thành tâm sám hối, phát lồ sám hối, sám là nói ra, hối là ngưng lại, từ hôm nay không làm được. Thì dù là tạo tội nghiệp nặng gì đi chăng nữa, người này chỉ cần gặp được tịnh độ, chí thành cung kính niệm Phật, người này vẫn được giảng sạch, vẫn được giảng sạch. Có một vị tỳ kheo mà Hòa Thượng Tịnh Không giảng thuyết thường nhắc đến, ông phạm trai phá giới trong chùa. Khi mà ông nghe nhân quả đó và ông quá sợ thì ông thỉnh cầu một vị thầy, ông hỏi. Thì vị thầy này là vị chuyên niệm Phật thì dạy ông, dù ông có tạo tội nghiệp gì đi chăng, nếu ông có tâm sám hối thật sự sợ hãi, từ bây giờ chỉ cần ông phát lồ sám hối, quyết chí niệm Phật. Khi ông nghe qua thì ông nắm ngay câu A Di Đà Phật, ông niệm tới cùng luôn. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không giảng thuyết cái đoạn này đó, hình như là vị tăng này nhập thất niệm Phật. Ông không ăn không uống 3 ngày 3 đêm. 3 ngày 3 đêm. Thì khi ông bước ra khỏi thất thì như thế nào? Thì ông nói cho đại chúng nghe rằng là 3 ngày nữa Phật A Di Đà đến rước ông.
Chúng không tin. Chúng không tin. Nhưng thời gian cũng không lâu đâu, chỉ có 3 ngày thôi. Thì thật sự 3 ngày sau ông giảng sạch. Đi ra như kinh A Di Đà vị đọc đó, từ 1 ngày cho tới 7 ngày đó. Thì vị tỳ kheo này làm được chỗ này. Thời đại hôm nay thì ít có ai làm được chỗ này. Như vậy thì bây giờ chúng ta lỡ tạo tội nghiệp, có thể đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bây giờ chúng ta phát lồ sám hối chân thật mà niệm Phật, có thể cả cuộc đời từ bây giờ cho tới khi chúng ta chết, chúng ta sẽ không tạo tội nghiệp nữa. Và chúng ta quyết chí niệm Phật, khởi lên tín nguyện để cầu sanh về thế giới cực lạc, thì chắc chắn rằng khi cần tự nghiệp, cái niệm nào mạnh nhất thì chúng ta đi vào cái cảnh duyên đó. Chắc chắn rằng người gặp được tịnh độ sẽ có cơ hội rất lớn, dù tạo tội nghiệp nặng cỡ nào đi chăng nữa, chỉ cần chí thành niệm Phật sẽ sám hối được. Nên những câu chuyện này vừa nhắc, người có thể không dám tạo. Điều thứ hai là tạo rồi quay đầu sám hối, và có phương pháp để cho họ sám hối. Một công đoạn thứ hai những đức động cho đại chúng nghe nè. Nghiệp thức hóa làm trùng. Vào thời Đức Phật còn tại thế, có một vị cư sĩ tu hành thanh tịnh, tinh sâu, cúng dường tam bảo. Vào lúc ông lâm chung, người vợ ở bên cạnh than khóc thảm thiết. Ông nghe như vậy sinh lòng liếng ái. Ngay lúc ấy qua đời, thần thức liền không đi đâu được, lập tức hóa sinh làm một con trùng nhỏ ở trong mũi người vợ. Bấy giờ có một vị tăng đi ngang qua, thấy người vợ khóc than quá thảm thiết, liền ghé vào dùng lời khuyên nhủ an ủi. Khi ấy người vợ khóc nhiều, nước mắt nước mũi cùng tuôn ra, con trùng cũng theo đó mà rơi xuống đất. Người vợ nhìn thấy con trùng từ trong mũi mình ra thì hổ thẹn, muốn dùng chân đạp lên. Vị tăng thấy vậy gấp rút ngăn cản, nói: đừng đừng giết nó, đó chính là chồng cô vừa mới hóa sinh đó. Người vợ ngạc nhiên nói: chồng tôi là người tụng kinh giữ giới, tu tập tinh tấn, khó có người theo kịp, vì nhân duyên gì lại có chuyện hóa sinh làm trùng? Vị tăng liền đáp: do tình ân ái của cô, lúc ông ấy lâm chung lại than khóc thảm thiết, khiến trong lòng ông ấy khởi sinh sự liếng ái quá mạnh, phải đọa làm thân trùng. Nhân đó vị tăng liền thuyết pháp cho con trùng nghe. Nghe xong, con trùng khởi tâm sám hối, vừa bỏ thân trùng liền sinh về cõi trời. Lời bàn: lúc lâm chung là thời điểm hết sức khẩn thiết và quan trọng, chỉ cần một ý niệm sai lầm thì bao nhiêu công phu tu tập trước đó đều mất hết. Phải hết sức thận trọng với điều này. Quá hay rồi. Các cụ thấy những đức tại sao mà những đức không cho các cụ xài điện thoại, và thường khuyên các cụ là phải suy nghĩ cho thiệt là kỹ cái chuyện mình đã nuôi con khôn lớn rồi, bây giờ các cụ buông nó đi. Và cái nhân duyên các cụ trong đây rất là lớn. Khi cận tử nghiệp của các cụ vừa yếu, sắp sửa mất là đưa vào phòng hộ niệm đi. Mọi người đều niệm Phật, không có cái cảnh duyên con cái lôi kéo. Còn người ngoài đời quý vị coi cha mẹ gần mắt thì nắm tay nắm chân kéo lôi, than khóc. Người tu kìa mà than khóc, kéo lôi mà ái nhiễm quá mạnh mà còn thác sinh làm trùng chui vào lỗ mũi của người vợ đó. Không chi là người không tu thì ái nhiễm cỡ nào hả quý vị? Nên những công đoạn này là những công đoạn mà tiên sinh Chu Quang Sĩ được ấn cổ tán thán bình phẩm. Ngài là một vị đại sĩ xuống thế để độ chúng sanh đó. Ấn tổ tán thán. Ấn tổ là ai? Ấn tổ là tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông. Mà lịch sử nhắc nhở Ấn tổ là Đại Thế Chí Bồ Tát Quá Thăng. Ấn tổ đã tán thán
Chu Quan Sĩ là bậc đại sĩ xuất thế. Từ nó những công đoạn của Ngài trích lục từ trong kinh giáo mà dạy chúng ta. Khi đọc ra những người niệm Phật phải hết sức cẩn thận. Dù là niệm Phật rất giỏi, nhưng một niệm cuối cùng ái nhiễm, một niệm cuối cùng thất bại thì phá vỡ công phu cả một đời. Cả một đời đó. Nên cả người xuất gia mấy chục năm mà cái luyến ái và cái tâm không buông xuống được mắt, thì cận tử nghiệp niệm nào phát triển mạnh thì cả cuộc đời tu hành cũng là uổng công vô ích mà thôi. Phải nhớ đó. Nên mỗi ngày chúng ta phải thường nhắc chính mình, phải nhận thức cái cõi ta bà này, nhất định chúng ta phải buông xuống được. Phải buông xuống được. Nên anh em vô trong chùa tu phải có cái tâm quyết chí. Con đường này đi phải có thời gian, phải kiên trì kìa, nhưng phải có cái tâm quyết nó thành công được. Giống như hồi tối những đứa có nói một câu rằng, con người phải có cái tâm sửa lỗi thì chắc chắn từ từ hoàn chỉnh. Chỉ cần có tâm sửa lỗi thì nhất định là hoàn chỉnh. Con người chỉ có cái tâm giải thoát thì nhất định là được giải thoát. Còn nếu không có cái tâm này thì chịu thua. Hãy nhớ nè, dù cái người này tạo nghiệp nặng cỡ nào, tương lai đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, nhưng chỉ cần họ gặp được pháp môn tịnh độ, từ bây giờ họ lập trường là niệm A Di Đà Phật, đi đứng nằm ngồi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm chân thật và tâm muốn cầu sanh về thế giới cực lạc. Đừng có suy nghĩ rằng lúc trước tới bây giờ mình tạo nghiệp quá nặng rồi, bây giờ mình làm sao được giải sanh về cực lạc. Con niệm Phật thì niệm như vậy thôi, niệm để cầu cho gia đình bình an thôi, niệm để mà thân tâm được thoải mái một chút thôi, chứ làm sao mà con dám cầu sanh về thế giới cực lạc. Con tạo nghiệp nặng như vậy, phá thai bao nhiêu lần như vậy, làm sao mà con được Phật rước về cực lạc. Quý vị đừng có suy nghĩ như vậy. Chỉ cần từ khi gặp được đạo pháp phát lồ sám hối chân thật và chí thành cung kính đi đứng nằm ngồi, phát lên tâm nguyện tín nguyện cầu sanh cực lạc, chỉ cần giữ cái tâm này, cận tử nghiệp của mình chỉ cần cái nhân này phát triển là cái nhân tín nguyện niệm A Di Đà Phật, từ một niệm tới 10 niệm mà niệm được thì Phật A Di Đà sẽ rước người này về thế giới cực lạc. Nếu không được như vậy thì Phật A Di Đà nguyện không thành ngôi chánh giác, trong khi Ngài đã thành Phật 10 kiếp rồi, hiện đang thuyết pháp ở thế giới cực lạc. Như vậy thì tất cả những lời nguyện của Ngài đều là nguyên mãn thành tựu rồi. Chúng ta phải tin chỗ này. Khi tin chỗ này thì dù là người có tạo tội nghiệp cỡ nào đi chăng nữa, gặp tịnh độ vẫn có thể được giảng sanh, chỉ cần họ chí thành cung kính niệm A Di Đà Phật và khởi lên tín nguyện thì nghiệp gì cũng tiêu cả. Công đoạn này vừa mới đọc gắn nhắc người tu rất là lớn, rất là lớn. Cái nhân ái nhiễm ghê quá. Cái khổ của chúng ta là từ ái nhiễm đó. Từ ái nhiễm đó. Nên ái thân nè, ái thân là ghê nhất nè. Tất cả các cái tham từ tài sắc danh thực thì đều là do từ thân mà sanh ra đó. Từ thân mà sanh ra cái chỗ luyến ái những chỗ đó để bồi dưỡng cho thân xuống. Nên người tu đạo phải nhận thức rằng thân này sẽ xa ta và ta sẽ bỏ thân này, nhất định phải bỏ nó. Hiểu sâu sắc được chỗ này thì như thế nào, chúng ta sẽ nhìn thấu. Phải cố gắng quý vị, hết sức là cố gắng. Đọc qua cái công đoạn ái nhiễm này ghê quá. Bố thí cúng dường, niệm Phật trì giới, tụng kinh, như vậy mà cuối cùng làm chùm. Những cái nhân nó cũng đặc sắc. Cuối cùng lại gặp một vị tăng. Và vị tăng này là vị tăng thứ thiệt, chứ không phải là tăng thứ giả như những đức. Thấy không? Nếu tăng thứ giả những đức thì làm sao nhìn được con trùng này là chồng câu đó. Còn tăng này là tăng thứ thiệt, có tu, có hành, có chứng, nên nhìn con trùng biết được đây là chồng cô. Nên mới dạy cô như vậy. Và có câu chuyện này chúng ta học nè. Từ nơi đó mỗi một người chúng ta gắn nhắc cái ái thực tâm. Nên người tu phát tâm niệm Phật để cầu giải thoát. Những đức nhắc hoài, nhiều lúc họ không hiểu, họ nói rằng tại sao mà cấm cản con đường mà họ nhớ người thân. Thì quý vị muốn nhớ thì nhớ đi, khuyên thì khuyên thôi, tại vì biết rằng cái chỗ này nó không có lợi ích.
cuối cùng thì cũng ôm nhau chầm lưng thôi. Bây giờ muốn giúp họ thì mình cố gắng mình tu, mình được giải thoát đi. Năng lực của mình đứng ở trên khô mới kéo cái người chầm lưng lên được chứ. Nếu mình cũng chầm lưng thì cùng lũm chùm ở dưới, không ai mà kéo ai được đây. Nên chúng ta buông họ không phải bỏ họ, mà buông họ nhất thời để cứu họ đời đời, còn hơn là dính họ nhất thời mà chúng ta phải chầm lưng đời đời bên nhau, khổ đau. Nên từ nào đó đó mà các cụ lớn tuổi trong chùa mình á, tuổi già rồi, các cụ phải được cái chỗ nhận thức này để các cụ buông xuống nhau. Ấn Tổ dạy một câu hay nè: Ngài Ngẫu Ích nói, được vãng sanh hay không toàn là do có tín nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn. Đấy chính là lời phán định đanh thép, dẫu ngàn Đức Phật xuất thế cũng không thể thay đổi được. Ấn Tổ tán thán lời của Ngẫu Ích Đại Sư. Ngẫu Ích Đại Sư ngày giảng kinh A Di Đà mà Ấn Tổ bình phẩm, Ấn Tổ nói rằng nghe, dù là Đức Thích Ca Mâu Ni có tái lai lại đi chăng nữa, giảng kinh A Di Đà cũng không bằng ngài Ngẫu Ích Đại Sư nữa. Vậy thì ngài Ngẫu Ích Đại Sư, một là A Di Đà Phật quá thăng, hai là Bồ Tát Quán Thế Âm, chứ không phải là người tầm thường. Ấn Tổ bình phẩm nói lên một câu mạnh dạn như vậy, dù là cổ Phật tái lai đi chăng nữa, cũng giảng kinh A Di Đà cũng không bằng Ngẫu Ích Đại Sư giảng nữa. Giảng hay đến mức như vậy đó. Và cái đoạn văn này ngài Ngẫu Ích Đại Sư ngài dạy, người được, niệm Phật được giảng sanh hay không là do có tín nguyện hay không, do có tín nguyện hay không. Còn phẩm vị cao hay thấp là tính vào cái chỗ niệm Phật sâu hay cạn. Sâu hay cạn là như thế nào? Niệm Phật nhìn thấu cái cảnh trần này buông xuống nhiều hay ít thì tính vào cái chỗ giảng sanh phẩm vị cao hay thấp. Nói gì dễ hiểu đó. Còn trước nhất cái câu đầu là có tín nguyện, niệm Phật là được vãng sanh. Quý vị nhớ này nghe, Ấn Tổ có nói một câu nghe. Câu này Ấn Tổ nói đó: người có tín nguyện niệm Phật, dù người này niệm Phật chưa thanh tịnh tâm, tạp tâm mà niệm, có tín nguyện, người này cũng được vãng sanh. Phẩm vị của họ không được cao nhưng được vãng sanh. Hạ phẩm hạ sanh là cái chắc, vì có tín nguyện. Người này chỉ cần có tín nguyện cầu sanh cực lạc, có tín nguyện niệm Phật, người này dù là tạp tâm niệm Phật cũng được vãng sanh nữa. Còn người này thanh tịnh tâm niệm Phật mà không có tín nguyện cầu sanh, người này cũng không được sanh luôn. Đây là lời Ấn Tổ dạy đó. Nên quý vị thấy đặc sắc chưa? Nên cái chỗ niệm Phật là quan trọng là có tín nguyện hay không. Người mà có tín nguyện niệm Phật thì làm sao bỏ đạo. Người có tín nguyện niệm Phật thì làm sao gặp việc khổ mà sợ. Người có tín nguyện niệm Phật mà gặp người ta chu, gặp người ta hành hạ mình thì mình cũng không sợ gì sao. Có tín nguyện với Phật, cái tín nguyện này là giải quyết cái vấn đề vãng sanh. Còn cái chỗ phẩm vị là tính vào niệm Phật sâu hay cạn. Đó, thấy chưa? Tín nguyện quan trọng chưa? Nếu mà người mà có tín nguyện rồi, làm gì có cái chuyện chúng ta niệm Phật mà chúng ta nghe chuyện gia đình mình có người chết, có người bệnh mà chúng ta lao nao cái tâm chúng ta, làm gì có chuyện này. Người có tín nguyện làm gì mà bị cái cảnh này làm mình dao động tâm. Người không có tín nguyện thì nghe cái chuyện người thân bệnh, người thân chết thì bắt đầu là lúng túng lên. Đây là do không có tín nguyện niệm Phật, không biết nhân quả. Người thấy tục như vậy thì không trách, nhưng người tu đạo nghe nhân quả suốt mà vẫn như vậy thì quý vị phải chịu chầm lưng thôi, chắc chắn. Hãy nhớ đó. Nên cái tình cảm của thế gian dù nói bao nhiêu ngày tháng cũng không hết, và chầm lưng bao nhiêu ngày tháng cũng không ra. Phải nhớ đó. Những cái điều này đặc sắc lắm, để mà khuyến tấn cái người niệm Phật tinh tấn dũng mãnh đó. Nhớ nghe, có tín nguyện là được vãng sanh, dù là niệm Phật chưa thanh tịnh tâm, niệm Phật vọng tưởng vô cùng, chỉ cần người này có tín nguyện là người này được vãng sanh. Mà chắc chắn cái người có tín nguyện thì niệm Phật rất thanh tịnh. Tại vì mình chưa có tín nguyện nên mình niệm Phật mới tạp loạn như vậy. Mà Ấn Tổ nêu lên một câu này để khích lệ cái người niệm Phật tâm chưa thanh tịnh, cố gắng mà niệm, cố gắng mà niệm đi. Chỉ cần có tín nguyện là được vãng sanh. Có tín nguyện làm gì mà không thích niệm A Di Đà Phật. Vì sao? Vì người này muốn thân cận Phật A Di Đà, mà người này có tín nguyện là muốn gì? Muốn gì làm gì không niệm A Di Đà Phật?
Còn cái người niệm Phật thiệt là giỏi mà không cầu vãng sanh thì tổ nói rằng người này vẫn là như người tu thiền, tự tu và muốn tiêu nghiệp sạch sành sanh, chứ không phải là nương vào tha lực thì khó vô cùng. Dù là niệm Phật á, có nhất tâm đi chăng nữa mà không có cái tâm cầu sanh thì người này cũng không được sanh về thế giới cực lạc luôn. Người này phải có cái năng lực là như là người tu thiền minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Còn một chút nghiệp người này vẫn không đi về được thế giới cực lạc. Còn người niệm Phật á, chưa được nhất tâm, chỉ cần có tín nguyện niệm Phật thì nương vào tha lực Phật A-di-đà thì cận tử nghiệp Phật A-di-đà đến để rước người này, dẫn đường người này đi về thế giới cực lạc. Còn cái người mà nhất tâm niệm Phật mà không cầu sanh thì người này phải tự đi, biết được đi hay không? Nhất tâm nhưng bạn chưa minh tâm kiến tánh, phải nhớ từ nào đó Pháp Môn Tịnh Độ này đặc sắc lắm. 84,000 pháp môn ngoài Pháp Môn Tịnh Độ này là pháp môn đặc sắc mà một đời của Đức Thích Ca Mâu Ni thiết pháp vô cùng chú trọng Pháp Môn Tịnh Độ, vì độ cả ba căn. Trên là hàng đẳng giác Bồ Tát, Văn Thù, Võ Hiền, Quán Âm, Đại Thế Chí cũng phải niệm Phật cầu sanh cực lạc. Dưới là kẻ tạo tội nghiệp như chúng ta, đọa địa ngục A Tỳ mà niệm Phật cũng được giảng sanh. Quá đặc sắc rồi. Phép niệm Phật trong tại tín nguyện chân thành khẩn thiết, dù trong tâm chưa thể thanh tịnh cũng được vãng sanh. Vì sao vậy? Do trong tâm có Phật để có thể cảm, nên Phật Di Đà bèn ứng. Như nước trong sông biển chưa thể chọn không có tướng động, nhưng hễ không có gió bão sóng cuồng thì vầng trăng sáng trên không trung sẽ hiện bóng rõ ràng, cảm ứng đạo giao như mẹ con nhớ nhau. Những ai chuyên trọng tự lực chẳng cậy vào Phật lực là vì không biết đến nghĩa này vậy. Ấn Tổ dạy đó. Có một mặt trăng trên trời phát sáng thôi. Như vậy đó mà nước chăm sông, nước này trong thì mặt trăng vẫn là gọi xuống chăm sông, hiện lên mặt trăng. Còn nếu mà không á, nương vào tha lực của Phật A Di Đà thì làm sao có cảm ứng? Từ nơi ngay chỗ này thì người niệm Phật phải nhớ, đừng có cho rằng mình là người ghê gớm quá, không có chịu nương vào tha lực của Phật. Ta là bậc Nam Nhi Đại Trượng Phu mà cậy nhờ cái người khác thì mắc cỡ quá. Người này là người không có cái tâm xuất ly nên mới làm cái chuyện khó khăn mà mình làm không được, để cho chúng sanh bị trầm luân. Nếu chúng ta thương tất cả chúng sanh thì chúng ta nên phát tâm niệm Phật, nương vào tha lực của Phật, rồi dạy chúng sanh y rang như vậy để cho chúng sanh có thể giải thoát được. Đây mới là tâm đại từ đại bi, phải nhớ đó, phải nhớ đó. Đức Thế Tôn nói trong kinh Đại Tập rằng: thờ mạt pháp ước ước người tu hành nhưng không có người thành tựu, duy chỉ có những người niệm Phật thì mới có thể được thành tựu mà thôi. Từ nơi đó thờ này là thờ mạt pháp. Ngoài Pháp Môn Tịnh Độ, chúng ta dù có tu giỏi cỡ nào đi chăng nữa thì cũng chỉ gieo duyên, đừng có mong đời này chúng ta được thành tựu. Chỉ có Pháp Môn Tịnh Độ một đời thành tựu, chí tâm cung kính mà niệm A Di Đà Phật. Nên khi chúng ta gặp được Tịnh Độ thì học nhân quả, rồi chúng ta tán thán Tịnh Độ như vậy. Rất là mong người người khi nghe, người mà đủ duyên á, chúng ta phát lòng tin rồi đi đứng nằm ngồi chí thành cung kính, cứ là mình niệm Phật quen như thế nào thì mình niệm như vậy. Có những nơi người ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật thì mình cứ niệm thôi. Có những nơi người ta niệm quen A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật thì mình niệm thôi. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật cũng được giảng sanh, mà niệm A Di Đà Phật cũng được giảng sanh. Chỉ cần đi đến đâu người ta niệm A Di Đà Phật thì mình niệm A Di Đà Phật. Đi đến đâu người ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Còn trở về cái nơi của mình, tự mình tu
thì mình niệm như thế nào, cách của mình thì mình niệm như vậy. Như vậy thì là người tu chân chánh, có tín nguyện trì danh. Chắc chắn rằng là cuộc đời này chúng ta tu khi bỏ báo thân này, nhất định là được sanh về cực lạc. Dạ, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. 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 Di Đà Phật. A 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 Di Đà Phật.